từ sư nguồn gốc của lời bài hát dưới đây là từ đâu tinh túy bát nhã bà là mực đa à, của phương mỹ chi thì thôi sư không có nghe à, mà sư à sẽ cứ trích trích qua một đoạn cái bài này đây à, thì nó là cái bài tâm kinh bát nhã tức là xá lợi phất sắc tức thị không không tức thị sắc sắc bất dị không không bất gì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị đấy à, nó là một cái à, một cái tác phẩm tổng kết của phật giáo phát triển cũng rất là thú vị thú vị với người hiểu thôi chứ không phải là với cái người không hiểu bởi vì sao bởi vì nó mang tính chất tổng kết sư không đến mức độ mà sư bài xích á bởi vì ngay cả như trong phật giáo nam tông thì cũng có một số bài mình tạm gọi là bài kinh nhưng thực tế nó không phải nó không phải do đức phật thuyết nhưng mà nó vẫn có cái uh, cái giáo lý ở trong đó ví dụ như uh, cái bài thứ sáu là cái bài sư rất là thích tụng đặc biệt là trong những cái đám tang ví dụ như uh, uh, việc trần thế khuyên ai phải gẫm danh mà chi lợi lắm mà chi bả công danh bọt nước có ra gì mùi phú quý như vần mây tan hiệp sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời cái tử sanh theo đuổi kiếp người thân tứ đại lấy đâu làm chắc kìa sanh tử thấy liền trước mắt đám cô phần đa thị thiếu niên nhân thì đó à, đúng là cái bài đó Đức Phật không có thuyết Ừ, đó là do những vị sau này sáng tác ra nhưng mà nó có cái giáo lý ở trong đó cho nên sư vẫn rất là thích và sư thường tụng đặc biệt là trong những cái tấm vang để cho mọi người tỉnh tỉnh hồn ra đấy à, à, thành ra là cái bài bát nhã tâm kinh nó cũng y chang như vậy nó mang tính chất tổng kết nó mang tính chất tổng kết mình bỏ ngoài cái cái chuyện mà một vị Bồ Tát mà uh, lại có cái gan mà lại đi giảng uh, cái giáo lý cho ngài Xá Lợi Phất bỏ dẹp qua một bên. Mà tại sao sư nói phải dẹp qua một bên là bởi vì á uh, nó giống như uh, một cái uh, anh nông dân ảnh à, ở miền ở trong nông dân ảnh chưa ảnh không chưa biết uh, biển nó là cái gì suốt ngày trong rừng chấm rú anh không biết biển là cái gì à, chứ đừng nói gì đến cái chuyện là mùi vị của biển đấy coi như từ nhỏ tới lớn trong rừng lo ruộng rẫy một anh dân tộc thiểu số vậy thôi không có tivi không có điện thoại không có đài hết nói về biển anh rất là xa lạ mà ảnh lại à, nhờ đọc được một vài quyển sách nào đó mà ảnh huyên thuyên ảnh tăng dốc ảnh tăng phép về cái biển à, khi mà ảnh gặp một cái vị giáo sư hải dương học mà cái vị này là đã từng ra biển rồi đã từng uống cái nước biển rồi đã, đã biết biển nó như thế nào rồi mà một anh nông dân dân tộc thiểu số, ảnh ngồi ảnh tán phét với về sự biết của ảnh đối với biển, đối với nhà à, giáo sư hải dương học thì nó rất là buồn cười. À, một cái vị à, bồ tát ấy, tức là một chúng sanh đang tìm cầu giác ngộ nghĩa là vị đó chưa biết chưa có giác ngộ, chưa biết niết bàn là gì hết, thì à, lại đi huyên thuyên về cảnh giới niết bàn thiên thuyên về pháp chân đế đối với ngài sa lợi phất là cái vị tướng quân chánh pháp vì nó biết về rõ niết bàn là cái gì thì nó cũng y chang như vậy thì thôi dẹp cái đó qua một bên mình không có bàn tới cái sự vô lý của nó thì cái nội dung của uh, bát nhã đấy thì nó cũng mang tính chất là nó tổng hợp giáo lý uhm, cũng khá thú vị ví dụ như sắc thọ tưởng hành thức bản thân nó không có cốt lỗi bản thân nó không có cốt lỗi sắc tức gì không không tức gì sắc sắc bất gì không không bất gì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị tức là bản thân nó là do duyên hợp bản thân nó không có cốt lỗi nó nó đúng với chánh pháp nha nó đúng với chân pháp rồi thì cố chung là bất tăng bất giảm bất sanh bất diệt rồi vô thọ uh, vô khổ tập diệt đạo vô trí tuệ cũng vô chứng đắc vô vô minh diệt vô vô minh diệt đấy uh, thì tức là gì tức là những thứ mà chúng ta dùng để chúng ta nói chuyện ở đây đó ngay cả cái mà chúng ta đang nói về chánh pháp chúng ta đều dùng cái thi thiết chế định Đều dùng cái biến kế sở chấp những cái ngôn ngữ được quy định, được định đặt Nó vẫn thuộc về tục đế chứ nó chưa phải là chân đế Dù cho chúng ta đang nói về đây là danh, đây là sắc, đây là uh, tâm, đây là sở hữu tâm, đây là niết bàn Thì cái mà chúng ta gọi đó nó vẫn còn là ngôn ngữ Còn thực tế cái sự chứng ngộ đó, cái niết bàn nó nằm ngoài ngôn ngữ cái sự chứng đạt nó nằm ngoài ngôn ngữ nó không thuộc phạm trù của ngôn ngữ đức phật chỉ dùng cái ngôn ngữ để diễn tả lấy một cái nằm ngoài ngôn ngữ mà muốn đạt được cái đó thì mình phải có sự thực hành cho nên cái, cái tâm kinh bát nhã đó là nói là một vấn đề gì bản chất cái chân đế đó đó vốn dĩ nó không có ngôn ngữ còn những cái mà chúng ta đang dùng nè ví dụ như thọ tưởng hành thức khổ tập diệt đạo trí tuệ chứng đắc vân vân và vân vân thì nó vẫn chỉ là ngôn ngữ để dùng để diễn tả cái phi ngôn ngữ mà thôi đó là ngón tay chỉ mặt trăng và mình phải vượt qua được cái đó để mình thấy được cái vấn đề chân lý tuy nhiên cái vấn đề của uh, uh, của cái bài này đó tức là chưa chỉ ra được cái phương pháp thực hành chỉ nói lên ấy, cái nguyên nhân và cái kết quả tức là nói lên vấn đề và kết quả của vấn kết quả khi giải quyết được vấn đề đó vấn đề gì vấn đề là tất cả chúng ta chỉ đang dùng những cái thi thiết chế định để chúng ta nói về tất cả mọi thứ ngay cả cái chuyện tu hành cũng là thi thiết chế định thôi và vốn dĩ bản thân nó là nó không có cốt lõi cái thứ hai là mình phải vượt qua khỏi cái ngôn ngữ đó để mình chứng được cái bản thể chân đế nhưng phương pháp thực hành ở chính giữa thì thiếu ít nhất là với cái nhìn của sư có lẽ là với nhìn người của người khác thì có lẽ có nhưng với cái nhìn của sư thì nó bị thiếu để mà đi đến được cái kết quả tôi nhìn thấy được chân đế đó phải thực hành bằng cách gì thực hành trí tuệ quán quán xét tứ niệm xứ đấy phải thực hành tứ niệm xứ thì khi đó mình mới đi đến được kết quả đấy. À, cho nên thì bài xích thì sư cũng không có bài xích ha nhưng mà quan trọng là mình phải hiểu được hay không chứ không phải là mình cứ tụng e a e a a này xá à, xá lệ tử sắc bất kỳ không không bất kỳ sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng là thức gì phục như thị thì Tôi không biết đó có kết quả gì hay không à. mà thay vì tụng như vậy thì chẳng thà với cái nhân sư chẳng thà cứ tụng với câu là uh, cái gì một cái câu pháp cứu bất kỳ ví dụ như tâm dẫn đầu cách pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo đấy hoặc là một cái câu nó mắng tôi đánh tôi nó bức nó lấn tôi hiếp tôi ai ôm hiềm hận ấy hận thù không tự nguôi nó lấn nó đánh tôi mắng tôi nó lấn tôi hiếp tôi ai buông hiềm hận ấy hận thù tự nhiên nguôi hận thù diệt hận thù đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu thì đối với sư nếu mà quý vị tụng mấy câu đó nó còn tốt hơn bởi vì ít nhất quý vị hiểu còn cái bài tâm kinh bát nhã mà tụng không hiểu thì nó rất là uổng ha cứ suốt ngày cái bắt sắc tức gì không không tức thì sắc sắc bất gì không không bất gì sắc thọ tưởng hành thức gì phục như thì mà không hiểu gì hết trơn thì nó lãng phí